mách nước 12 chòm sao nữ, cách cư cẩm grass, 100% là đổ, trong vòng một nốt nhạc. Đã qua rồi cái thời kỳ, các chị em ngồi một chỗ, để cho các chàng trai lựa chọn, giờ đây phái yếu cũng đã trở nên, chủ động tìm kiếm đối tượng, và một khi các nàng đã thích, là các nàng sẽ tìm cách tán đổ grass của mình cho bằng được. Tuy nhiên, việc cưa đổ grass với nhiều người, chưa bao giờ là dễ dàng. Nếu bạn đang loay hoay, không biết phải làm sao, thì dưới đây sẽ là một vài tuyệt chiêu, để 12 chòm sao nữ tán đổ grass cực nhanh với những cục thính chất lượng nhất. Điều bạn cần làm bây giờ, là hãy tìm hiểu xem, anh chàng grass của mình thuộc cung hoàng đạo nào, và tham khảo ngay cách tán là yêu, cưa là đổ dưới đây nhé. 1. Bạch dương, lạt mềm buộc chặt. Nếu người ấy của bạn là một anh chàng bạch dương, vậy thì bí quyết để tán đổ chàng cừu, chính là sự nhiệt tình và tự tin. Anh chàng dương dương, rất dễ bị hấp dẫn bởi những người mạnh dạn, nhiều năng lực. Vậy nên nếu muốn ghi điểm trong mắt chàng ta, đừng bao giờ tỏ ra lo lắng hay dè dặt, hãy cứ thật tự tin về bản thân mình. Nguyên nhân là bạch dương, được cai quản bởi sao hỏa, cho nên họ có cá tính rất mạnh, thích những thứ kích thích và đầy nhiệt huyết, nên dễ bị thu hút bởi những người có tính cách tương tự mình. Ngoài ra, anh chàng hoàng đạo này còn rất thích kiểu đuổi bắt trong tình yêu. Cho nên dù có ấn tượng mạnh về anh ấy đến đâu, cũng đừng nên thể hiện hết ra bên ngoài bạn nhé. Hãy cứ giữ lại một chút bí ẩn, để khơi dậy tính chinh phục và tò mò bên trong con người dương dương. 2. Kim ngưu, đơn giản nhưng chân thành. Mật ngữ 12 chòm sao bật mí, nếu người mà bạn đang thầm mến là một anh chàng kim ngưu, vậy thì điều duy nhất mà bạn cần chuẩn bị để tán đổ chàng, chính là sự chân thành. Bạn không cần phải làm những thứ hào nhoáng, phô trương, không cần những món quà đắt tiền, hay hẹn hò ở nơi sang trọng. Bởi vì anh chàng ngưu nhi, vốn không quan tâm tới vật chất bên ngoài, cái mà họ xem trọng là tình cảm, và tâm ý của người đối diện. Với anh chàng kim ngưu, đơn giản nhưng chân thành, vậy là đủ. Cho nên đôi khi, chỉ cần là một món quà handmade, do chính tay bạn làm ra, hay cả hai đi ăn ở quán vỉa hè, vừa ngon vừa rẻ, nhưng ngập tràn niềm vui, cũng đủ làm chàng ta cảm động, và có ấn tượng khá mạnh về bạn. 3. Song tử, rèn luyện khả năng giao tiếp. Vốn là một người hoạt bát, năng nổ, lại nổi tiếng khéo ăn khéo nói, cho nên song tử đi đến đâu, cũng rất được hoan nghênh, và dễ dàng trở thành tâm điểm của đám đông. Nếu bạn đang sa vào lưới tình của một anh chàng song tử như thế, vậy thì bạn chắc chắn cần phải có một liên kết về mặt tinh thần với chàng ta. Và liên kết đó không có gì ngoài việc giao tiếp khéo léo. Chỉ cần sở hữu tài ăn nói dí dỏm, thông minh, có thể đối đáp được những việc trên trời dưới đất, những sở thích, những xu hướng đang hot, vậy là bạn chắc chắn có thể chạm được vào trái tim của song tử rồi. Hãy cố gắng tìm hiểu về một vấn đề nào đó mà anh chàng hoàng đạo này đang quan tâm, hay nhắc về một sở thích chung của hai người, bạn sẽ thấy song tử mở lòng với mình hơn hẳn. Việc giao tiếp tốt với song tử là một dấu hiệu cho thấy bạn đang trở nên thân thiết hơn với họ. 4. Cự giải, xây dựng lòng tin đầu tiên. Với một người luôn khuyết thiếu cảm giác an toàn như cự giải, chỉ khi có được lòng tin, họ mới có thể cảm thấy an toàn và sẵn sàng mở lòng mình hơn. Cho nên yêu một chàng trai cự giải, bạn hãy nhớ rằng nhất định phải xây dựng lòng tin đầu tiên. Anh chàng cua rất ghét sự hời hợt, cho nên từng hành động và lời nói của bạn đừng qua loa, sơ sài, bởi chàng ta sẽ nhận ra rất nhanh bạn đặt bao nhiêu tâm tư của mình vào đó. Đồng thời, bạn cũng không nên tấn công chàng một cách mãnh liệt, thay vào đó, hãy từ tốn và đặt toàn bộ tình cảm của mình vào những việc mình làm. Tạo dựng lòng tin nơi chàng giải giải vốn là điều không hề dễ và cần có thời gian. Nếu bạn bỏ cuộc dễ dàng, chứng tỏ tình cảm bạn dành cho chàng chỉ là cảm nắng nhất thời mà thôi. Còn một khi kiên trì, khiến chàng tin tưởng, cự giải sẽ mở lòng với bạn. 5. Sư tử, tôn trọng cái tôi. Trong vòng tròn hoàng đạo, sư tử là một chòm sao có cái tôi rất mạnh, thích được người khác tôn thờ và ngưỡng vọng. Cho nên nếu crush của bạn là một anh chàng sư tử, hãy cho chàng ta thấy, họ luôn là ưu tiên số một và là duy nhất với bạn. Luôn tôn trọng, đôi khi hãy khích lệ những gì chàng làm được, chắc chắn bạn sẽ gây được ấn tượng tốt với anh ấy. Hoặc nếu không thể chịu được cái tôi siêu lớn của sư tử, hãy sử dụng thuyết âm mưu, dựa trên lý thuyết của tâm lý học nghịch đảo. Tức là thay vì cố gắng quan tâm, hãy tỏ ra sư tử cũng chỉ bình thường như bao người khác đối với bạn. Tuy nhiên, cách thứ hai này cũng như một con dao hai lưỡi. Nếu thành công, bạn có thể kích thích cái tôi của sư tử, khiến chàng quay ngược lại, càng muốn chứng tỏ nhiều hơn, để được bạn ngưỡng mộ. Còn nếu thất bại,
bạn sẽ chính thức bị tràng bơ. Nên là hãy cân nhắc cẩn thận nhé. 6. Xử nữ, hãy là một người thông minh. Thông minh ở đây, không chỉ là về trí tuệ, mà hãy là một người tinh tế. Anh chàng xử nữ, vốn là người khá soi mói, để ý tiểu tiết, cho nên nếu đang crush một chàng trai thuộc cung hoàng đạo này, bí quyết để bạn ghi điểm trong mắt chàng là hành xử thật thông minh. Luôn giữ đúng chừng mực, ăn nói giữ ý tứ, và hãy tinh tế để nhận biết được từng cảm xúc của chàng xử nhi khi đang nghe bạn nói. Điều này sẽ giúp bạn trở thành một người đáng mến trong mắt chàng. Nên nhớ rằng, xử nữ luôn thận trọng, nên hãy tránh tuyệt đối những tình huống vượt quá giới hạn. Và dù có thể, chàng hoàng đạo này không nói gì nhiều, nhưng họ vẫn đang quan sát và đưa ra những sự phân tích trong đầu. Chỉ cần một lần hành động lố hay ăn nói vô duyên, chắc chắn bạn sẽ khiến chàng khá phản cảm rồi đấy. 7. Thiên bình, tạo thiện cảm với người thân. Với những anh chàng thiên bình, họ rất coi trọng ý kiến của những người thân bên cạnh mình. Vì vậy nếu bạn muốn tạo ấn tượng tốt với chàng, hãy nhớ tác động gián tiếp qua bố mẹ, anh chị em, bạn bè của chàng nhé, tỷ suất thành công sẽ cao hơn nhiều đấy. Hơn nữa, một khi tạo được thiện cảm với người thân của anh chàng hoàng đạo này, bạn vừa có được nội ứng ủng hộ từ bên trong, lại vừa có nguồn cung cấp bất cứ thông tin nào về Crash, quả là một công đôi việc phải không? Cho nên trong quá trình chinh phục chàng, đừng quên ghi điểm trong mắt người thân xung quanh chàng nữa nhé. Chắc chắn bạn sẽ rút ngắn được khá thời gian để đi tới thành công đấy. 8. Hổ cáp, thể hiện cảm xúc rõ ràng. Nếu người ấy của bạn là một anh chàng hổ cáp, vậy bí quyết chính là hãy thể hiện cảm xúc của bản thân thật rõ ràng. Anh chàng này là một người khá cuồng nhiệt, yêu ghét rõ ràng, ít khi làm trái với cảm xúc của mình. Cho nên nếu phải lòng một chàng hổ cáp, bạn đừng bao giờ kiềm chế cảm xúc của mình, hãy cứ thoải mái, thể hiện tất cả cảm xúc của mình ra bên ngoài. Đồng thời, cáp nhi cũng ghét nhất là sự dây dưa, không rõ ràng trong tình cảm, cho nên dù mới đang ở giai đoạn tìm hiểu, hãy chắc rằng bạn đã dứt khoát hết với các mối quan hệ khác trước khi tiến đến với chàng. Nếu không, bạn chắc chắn sẽ bị chàng cho vào danh sách đen đấy. 9. Nhân mã, dục tốc bất đạt. Nếu crush của bạn là một anh chàng nhân mã, hãy thật thoải mái, sống cho hiện tại trong mối quan hệ với chàng. Đừng vội lo lắng về những chuyện chưa xảy ra hay vội vã muốn định danh cho mối quan hệ này. Bạn biết không, mã nhi là một người rất thích tự do, như con ngựa ghét bị dây cương trói buộc vậy, cho nên họ cũng không thích việc bị ràng buộc quá nhiều trong một mối quan hệ. Nếu còn chưa chính thức quen nhau mà bạn đã tỏ ra muốn kiểm soát cuộc sống của anh chàng hoàng đạo này, vậy thì chắc chắn bạn sẽ không bao giờ tán đổ được nhân mã đâu. Họ là người phóng khoáng, thích phiêu lưu, cho nên trước khi trở thành người yêu, hãy học cách làm một người bạn, cùng họ khám phá và tận hưởng cuộc sống này. 10. Market, chậm mà chắc. Market là người sống rất thực tế, lý trí, biết bản thân muốn gì và cần phải làm gì để đạt được điều mình mong muốn. Cho nên họ rất dễ bị thu hút bởi những người có mục tiêu rõ ràng trong cả cuộc sống và tình cảm. Nhưng tính đa nghi của anh chàng này cũng rất lớn, họ không dễ dàng mở lòng mình ra với người mới quen hay người quá vồ vập. Bởi vì kết nghĩ rằng, những người như vậy không đáng tin một chút nào, khi cảm xúc nhất thời qua đi, đối phương chắc chắn sẽ thay lòng thôi. Vì thế, để có thể chinh phục chàng market, bạn nhất định phải dùng chiêu chậm mà chắc, thể hiện rõ ràng mục tiêu của bản thân. Có thể thời gian đầu trong mối quan hệ, market sẽ tỏ ra nhút nhát hoặc hơi xa cách, nhưng hãy bình tĩnh và kiên định với mục tiêu của bạn. Khi đã quen thân hơn, họ sẽ thoải mái mở lòng với bạn. 11. Bảo bình, càng tự nhiên càng tốt. Bảo bình vốn là người có kiến thức rất uyên thâm về nhiều mặt của cuộc sống. Cho nên việc theo đuổi một anh chàng thuộc cung hoàng đạo này đòi hỏi bạn phải có tư duy khá nhạy bén, thậm chí là phá bỏ tất cả những khuôn khổ và giới hạn về tư duy của bạn trước đó. Lời khuyên duy nhất để giúp bạn cưa đổ một bảo bình là không có lời khuyên nào cả. Hãy cứ làm tất cả những gì bạn muốn, đừng theo một khuôn mẫu nào cả, những sự ngẫu hứng sẽ đem đến những bất ngờ đầy thú vị và khiến anh chàng bảo sẽ ghi nhớ về bạn. 12. Song ngư, nhất định phải có máu lãng mạn. Với một người có tâm hồn mơ mộng và bay bổng như song ngư, chất lãng mạn làm nên con người chòm sao này, và họ cũng rất dễ bị thu hút bởi những người lãng mạn xung quanh mình. Có thể nhiều người nhận xét rằng, các anh chàng cá khá ủy mị và sướt mướt, nhưng đó chỉ là do họ có nhiều cảm xúc hơn người bình thường mà thôi. Để chinh phục được một anh chàng ngư nhi, bạn hãy luôn để chàng cá được bơi lội trong đại dương của sự lãng mạn. Bí quyết nho nhỏ là,
hãy thử tham khảo những cuốn sách về tình yêu, hay những bộ phim ngôn tình nhé, bạn sẽ học hỏi được kha khá chiêu để tán tỉnh chàng đấy.